Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Sự khác biệt giữa niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu với các tôn giáo khác ở chỗ nào? Đến với Hội Thánh, bạn sẽ không bao giờ được nghe từ vào đạo hay nhập đạo. Mà đến với Hội Thánh và đến với Chúa Giêsu, bạn chỉ được nghe thấy từ tin nhận Chúa Giêsu hay được tái sinh mà thôi. Có một lần 2000 năm trước, có một người giáo sư thật là giỏi của người Do Thái tên là Nicodim tới gặp Chúa Giêsu vào ban đêm. Ông ta cũng là một nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Trong lúc nói chuyện, ông ta nói rằng: "Thầy ơi, làm thế nào để vào được thiên đàng? Làm thế nào được vào nước Đức Chúa Trời?" Và Chúa Giêsu khẳng định luôn với một con người lãnh đạo tôn giáo rằng: "Nếu không được tái sinh thì không ai thấy được Đức Chúa Trời." Sự khác biệt giữa niềm tin của tôi và bạn ở chỗ chúng ta tin nhận Chúa Giêsu. Và khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa đời sống của mình, thì Đức Chúa Trời ban cho tôi và bạn quyền trở nên con cái của Ngài. Và từ khi chúng ta tiếp nhận Giêsu là cứu Chúa đời sống của mình, thì từ lúc đó bạn và tôi gọi ông trời mà trước đây kêu ôi rồi ôi, bây giờ gọi cha ơi. Các tôn giáo khác, họ không cần biết giáo chủ của họ đạo đức sống ra làm sao, chỉ cần biết giáo lý mà ông ta để lại và học thuộc lòng thi đỗ thì có thể vào đạo được. Còn niềm tin vào Chúa Giêsu, nếu không biết Ngài, nếu không hiểu được Ngài thì không thể tái sinh được. Mọi người hiểu không? Sự khác biệt ở chỗ đó đó. Một cái là học thuộc lòng để thi đỗ, còn một cái là mối quan hệ cá nhân với cá nhân, tình yêu với Ngài. Cho nên Kinh Thánh chép rằng, Chúa Giêsu nói rằng các ngươi dò Kinh Thánh tưởng rằng nhận được sự sống đời đời, học thuộc lòng những lời đó để được sống sống đời đời à? Không, à, Kinh Thánh làm chứng về ta. Cho nếu các ngươi không tin ta, không biết về ta thì không thể có sự sống đời đời được. Đó là sự khác biệt. Bạn không vào đạo, bạn không nhập đạo, mà bạn được sinh lại từ Ngài. Cái đó mới là điều quan trọng. Amen. Ai là người cha, người mẹ tới đây giơ tay tôi xem nào. Đó, rất nhiều. Là tôi là cha của hai đứa con. Mối quan hệ của tôi với hai đứa con khác hẳn. 2 giờ đêm, thằng con tôi nó đi Poland, nó phải gọi tôi đi cùng. Và khi nó đi xong, nó lại đi cùng với tôi đi vào giường ngủ tiếp tục. Đó, vì tôi là cha của nó gọi papa. Lập tức tôi yes xuất hiện ngay. Làm gì? Đi tẻ đêm. Và tôi là mục sư của anh chị em. Và mục sư là chức vụ, còn cha là cuộc sống với đứa con của mình. Đức Chúa Trời là cha, khác với ông giời. Có nhiều khi gọi ôi giời ơi, mà đến bây giờ vẫn chưa thấy Chúa, chưa thấy ông trời trả lời. Người ta nói rằng ông có mắt hay không. Còn khi bạn kêu cha ơi, đó là việc sự khác biệt rồi. Mọi người hiểu không? Trách nhiệm của người cha luôn luôn đáp ứng. Vậy cho nên Chúa rất là muốn cho hết thảy mọi người hãy trở về nhà cha của mình. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị một đề tài rất là đơn giản, mà nếu không có nó là coi như mình mất hoàn toàn. Mở đầu đó là câu Kinh Thánh Timôthê 2 đoạn 2 câu 8. Chủ đề của nó là hãy nhớ Chúa Giêsu .. Phaolô là một vị sứ đồ thật là nổi tiếng và để lại trong lịch sử này những dấu ấn của ông. Ông ta viết một lá thư cho đứa con thuộc linh của ông ấy, cũng là một mục sư của hội thánh rất là lớn tại Ê-phê-sô. Được ơn. Và người ta nói Timôthê cũng là một sứ đồ, cũng là một người được ơn và lãnh đạo nhiều người khác, gửi cho một người mục sư đầy ơn câu nói như sau: hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ sinh ra bởi dòng vua David đã từ kẻ chết sống lại theo như tin lành của ta. Đọc lại câu trên này, hãy nhớ rằng. Vì sao lại phải viết hãy nhớ rằng? Bởi vì chúng ta dễ quên lắm những điều đơn sơ, mà những điều đơn sơ này thay đổi toàn bộ cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta dễ quên. Chúng ta hay nhớ những điều phức tạp và nghĩ rằng những điều phức tạp đó nó tạo ra cái giá trị của mình cao hơn những người đơn sơ khác.
Nhưng mà cái đơn sơ này này, nó tạo ra lịch sử của cả nhân loại này và của tôi và bạn. Người ta nói rằng nước Anh đã tạo ra đại văn hào William Shakespeare, còn Kinh Thánh đã tạo ra nước Anh. Điều cơ bản này hãy nhớ đừng quên. Dù chúng ta có sử dụng 9 ân tứ, dù có thể biết rõ 9 ân tứ đó và trong chức vụ sứ đồ, tiên tri, người giảng tin lành, mục sư hay giáo sư, nhưng hãy nhớ Đức Chúa Giêsu Christ sinh ra bởi dòng vua David đã từ kẻ chết sống lại theo như tin lành ta. Ông Phaolô nói tin lành ta. Lời tin lành này ông nói không phải là ông là cái người mà hơi khùng. Lời tin lành mà Chúa đã giao cho ông khi ông được nhấc lên tầng trời thứ ba đó đã ngấm vào máu thịt của ông ấy rồi. Chứ ông ấy nói rằng đây là tin lành của ta, đây là tin lành từ trời đã ngấm vào, nó ra từ máu xương của ta vậy. Đừng quên điều đơn sơ này, hãy nhớ, đừng bao giờ quên. Chúa Giêsu Christ, hai điều quan trọng. Một, Ngài là con người sinh ra từ dòng vua David. Hai, Ngài là con trời qua sự sống lại từ cõi chết. Hai điều cơ bản lắm anh chị em, hai điều cơ bản lắm anh chị em, không có hai điều này, mất một trong hai điều thì bạn và tôi không còn gì nữa. Tại sao Ngài là người? Tại sao Ngài phải là con trời? Chúng tôi tiếp tục Kinh Thánh Roma đoạn 1, cũng lời của Phaolô. Nó đơn sơ lắm nhưng mà lại rất là quan trọng. Nó đơn sơ vô cùng giống như alphabet và bản cửu chương vậy. Nhưng nếu như không có những cái đơn sơ đó, chúng ta không thể đi tiếp, chúng ta không thể đi xa hơn được. Nó đơn sơ lắm, đơn sơ và mộc mạc giống như cái nền tảng của ngôi nhà cao tầng vậy. Nhưng nếu như không có cái nền đó, không có cái móng đó thì không có một tòa nhà nào mọc lên được. Nền móng của nó là Chúa Giêsu sinh ra từ người nữ đồng trinh dòng dõi vua David. Hai, Ngài từ kẻ chết sống lại. Phaolô, tôi tớ Đức Chúa Trời được gọi làm sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời. Là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh về con Ngài theo xác thịt thì bởi dòng vua David sinh ra. Câu 4, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa của chúng ta. Theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại, hãy nhắc lại cùng tôi từ sống lại. Chưa thấy có một ai từ kẻ chết sống lại. Có một vài người chết lâm sàng, sau đó hồi tỉnh và sống lại. Nhưng sự sống lại của Chúa Giêsu, một điều vô cùng đặc biệt, bị chôn ở trong mộ. Hội thánh chúng ta có hơn 10 người đã tới Jerusalem, đã vào nhìn ngôi mộ đó tại Jerusalem, đã chứng kiến ngôi mộ trống cho tới bây giờ. Và hết thảy những nước văn minh, họ đều tin vào một điều vô cùng đặc biệt đó. Tôi đã từng nghe Giêsu sống lại, chưa bao giờ nghe một giáo chủ nào chết và sống lại từ cõi chết. Đức Phật cũng chết như ai? Tân Thủy Hoàng chôn cùng với bao nhiêu trăm người, nghìn người khác bằng đá. Biết bao nhiêu vị lãnh tụ hoàng đế cũng chôn và nằm trong mộ. Tôi đã tới Huế thăm viếng những lăng tẩm của dòng dõi vua Nguyễn. Hết thảy những con người đó đều là người, họ đã chết và không còn sống lại nữa, xương còn nằm trong mồ mả. Có lời Chúa khẳng định rằng theo thần linh Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép. Bạn ơi, đây là điều đặc biệt đấy. Có thể bạn có thể đưa ra những luận chứng rằng sự sống lại Chúa Giêsu không có một cái đạo nào cuồng như vậy. Giêsu sống lại từ cõi chết, hay là đây là một sự lừa đảo, hay là đây là một điều người ta dựng lên truyền cổ tích, hay thực sự đó chính là sự thật. Bạn ơi, chúng ta cùng nhau nghe tiếp bài giảng ngày hôm nay để nghe hai chân lý đơn sơ này. Ngài tại sao phải được sinh ra từ nữ đồng trinh Mary? Hai, tại sao Ngài lại sống lại từ cõi chết để làm gì? Hai điều này quan trọng lắm. Lấy một ví dụ, tôi mượn chiếc xe ô tô Ford V của ông Cận đi 2 tuần, sau đó tôi đánh mất chiếc xe Ford V đó. Hôm sau tôi mang chiếc xe đạp, tôi nói với ông Cẩn rằng: ông Cẩn ơi, tôi đánh mất chiếc xe Ford V của ông rồi. Thật ra tôi mang chiếc xe đạp này, nó mới đấy, xe đạp mới đấy, tôi đền lại. Ông Cẩn nói: không, ông đánh mất chiếc xe Ford V của tôi, phải trả lại đúng chiếc xe Ford V đó. Tôi bắt đầu đi, ok, tôi đi.
Hôm sau lại mang đúng chiếc xe Ford V đó đến đưa ông Cần, nói rằng tôi trả lại ông. Ông hỏi có vay của ai không, xe này có mượn của ai không, nếu đúng xe của ông thì mới có thể đền được. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Mất xe đó để trả lại chiếc xe này cần phải thỏa mãn hai điều kiện. Một, mất cái nào phải trả lại đúng cái đó. Hai là cái đó phải là của mình, không mắc nợ mượn của người khác. Câu Kinh Thánh Roma đoạn 3 câu 23 cho chúng ta nhìn thấy loài người đã làm gì trong 6.000 năm qua. Lời Kinh Thánh khẳng định rằng vì mọi người đều phạm tội, đánh mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hết thảy chúng ta đều phạm tội. Có ai ngồi tại đây chưa một lần nào phạm tội, giơ tay tôi xem nào. Có ai không? Nhà, có ai ngồi tại đây đã ít nhất một lần trong đời phạm một tội nào đó, giơ tay tôi xem nào. Nhiều. Nhá. Tất cả mọi người đều phạm tội. Bởi vậy cho nên nếu như tôi mà lại chết thay cho bạn vì tội của bạn thì không xứng, bởi vì tôi cũng phạm tội mà, chuộc mình chưa xong chuộc làm sao cho người khác được. Mọi người hiểu không? Câu kinh tiếp theo, sách Roma đoạn 6. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Cái giá trả cho tội lỗi mà mình phạm là sự chết. Có ai nói rằng ôi mục sư ơi, nhưng mà tội tôi nhỏ mà hòn sỏi, tội của mục sư một cục đá thì mục sư đáng phải chết, còn tôi thì có thể lượng thứ được. Bạn ơi, ok, để giải thích được chúng ta cùng nhau mang cái gì mà cầm trong tay nhá. Bạn có một cục sỏi, tôi có một hòn đá, nào cùng nhau tới một bờ hồ nào, chúng ta cùng nhau ném xuống hồ xem nhá. Bạn nói rằng hòn đá của tôi sẽ chìm, còn vì hòn sỏi của bạn nhỏ nó sẽ nổi lên mặt nước nhá. Nào chúng ta cùng nhau ném nào. Rồi tôi ném trước này. Hòn đá của tôi nặng 15 cân, quẳng xuống nghe nó gì Còn bạn, đến lượt bạn quẳng xuống nghe nó tủng. Sau mười mấy giây sau, hai cục đó có gặp nhau không? À, gặp nhau ở đâu? Dưới đáy của hồ. Chuẩn mực là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển đó giống như mặt nước vậy, không có một vật nào ném xuống mà không chìm. Bất cứ viên sỏi nào vứt xuống đó đều chìm. Thành ra tội nào cũng phải trả giá. Tiền công của nó là sự chết. Hãy nhắc lại cùng tôi từ sự chết. Sự chết không phải là tiêu tan nhá. Chết có nghĩa là sự cách biệt. Nếu tôi ở đây chỉ nói chuyện với bên này mà không nói chuyện với bên kia, thì trong thời gian đó tôi sống với bên này và chết với bên kia. Tôi sang Nga du học năm 88, hơn một năm không viết thư về nhà. Bố tôi, người ta hỏi thằng con đâu, bên Nga học ra làm sao? Bố tôi nói rằng nó chết rồi. Tôi vẫn sống ở bên Nga, sống với tội lỗi tại Nga là hùng trắng, nhưng mà đối với bố mẹ tôi ở nhà đã chết rồi, vì tôi không có thứ tự gì. Sự chết là cách biệt. Chết không phải là hết nha. Người Việt Nam dùng từ chết sửa lại dùng là qua đời hay là từ trần. Con người không chết một cách xóa hoàn toàn. Khi tắt thở chúng ta vẫn còn tồn tại. Cái quan trọng ở chỗ nó ở đâu thôi. Mọi người hiểu không? Qua cái đời này để tới một cái đời khác, từ cái trần này để tới một cái trần khác, có thiên đàng và có địa ngục. Có thiên đàng và có địa ngục. Tiền công của hết thảy mọi tội phạm đó là sự chết cách biệt với Đức Chúa Trời. Kinh hoàng lắm. Hãy nhắc lại cùng tôi, sự chết. Tôi nợ ai đó 5.000 và không có tiền phải trả, tìm cách trốn lùi. Nhưng có một lần nào đó Tăng Hùng Vinh xuất hiện và nói rằng tôi tặng một sư 5.000 để trả tiền cho ông Trung. Tôi mang tiền đó tới giả lại cho ông Trung. Mọi người tưởng tượng xem, từ sau khi trả xong nợ tôi còn có mặc cảm không? Tôi còn nhìn ông Trung tôi tìm cách lẩn trốn không? Không, chán nợ xong rồi đâu còn phải xấu hổ nữa. Cũng như vậy, để mà chuộc được tội của một người phạm mà phải chết đó, thì phải có một người chết thay. Mất xe Ford V phải trả lại đúng xe Ford V. Mất xe Mercedes trả lại đúng xe Mercedes. Bởi vậy cho nên Chúa Giêsu, để chuộc được mạng sống của tôi vì phạm tội và bạn phạm tội, Ngài
phải là người. Và bất kỳ một người nào đều phải sinh ra từ một người mẹ. Amen. Có ai tại đây không có mẹ không? Là đều phải sinh ra từ một người mẹ và đều phải từ một người cha. Không có người nào lại không có cha, kể cả thụ tinh nhân tạo. Họ lấy tinh trùng của ai đó để cấy vào trứng. Không biết mặt người đó, nhưng ít ra phải có hạt giống của người nam và trứng của người nữ. Bởi vậy cho nên Chúa Giêsu phải được sinh ra từ một người nữ. Mình hãy lắng nghe này. Nếu như hạt giống của Ngài lại từ người nam trên đất này, thì máu của người nam đã là máu phạm tội rồi. Cho nên bất cứ ai mà sinh ra từ người nữ mà bởi người nam mà có, đều mắc nợ phạm tội trên đất này. Mọi người hiểu không? Bất cứ đứa con nào kiểm tra biết ngay con của ông nào. Trong đứa con đó có máu. Có người nói rằng đây là con ngoại tình, tra xong biết được là có máu của bố nó hay không có máu của bố nó. Thật ra bất cứ một người nào ở dưới đất này đều phải có dòng máu từ cha của mình và đẻ ra từ người mẹ. Chúa Giêsu, Ngài sinh ra từ một người mẹ mà lại không có dòng máu của người cha trên đất này, mà Ngài có dòng từ cha trên trời. Mọi người hiểu không? Dạ. Rồi vậy cho nên Chúa Giêsu phải thỏa mãn hai điều đó. Ở trong Kinh Thánh chúng ta cùng nhau giờ sách Luca để xem câu chuyện mà Chúa Giêsu hoài thai như thế nào. Sách Luca đoạn 1 từ câu 26. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Ráp-ien đến thành Nazareth xứ Galilê, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary nghe nói thì bối rối tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Mary đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này là ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao. Và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Mary bèn thưa: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Tôi không ăn ngủ với người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu được hoài thai bởi Đức Thánh Linh, một lời phán đến với bà Mary. Và Chúa đã sinh ra từ người nữ đồng trinh. Bà nói rằng nhưng có nhiều người nữ chửa hoang, rồi khoác loác rằng đây là con từ Đức Chúa Trời. Vậy ai, cái gì chứng minh cho tôi biết được rằng Giêsu sống lại, Giêsu là con Đức Chúa Trời? Bà Mary nói đúng. Câu trả lời rất là đơn giản: sự sống lại của Ngài. Mọi người hiểu không? Cho nên tại sao trong câu Kinh Thánh vừa rồi mở đầu nói rằng: Hãy nhớ Đức Chúa Giêsu Christ sinh ra từ dòng dõi vua David. Đó là từ người nữ, là người, và Ngài sống lại từ cõi chết. Là như vậy đó anh chị em. Bà nói rằng: Một sư nói sống lại, nhưng làm sao tôi biết được sự sống lại? Bạn ơi, hãy nhìn lá cây này. Có thể gió từ miệng tôi bạn không nhìn thấy, nhưng tác động của gió trên lá cây. Bạn là lá cây mà Chúa Giêsu thổi ngang qua vậy. Tôi được người ta phỏng vấn năm 97, tại sao tôi biết Giêsu có và sống? Tôi nói rằng qua hai điều: một, kinh nghiệm sống, lịch sử. Lịch sử nói với tôi rằng Giêsu là một nhân vật lịch sử, không phải truyền thuyết. Hai, kinh nghiệm sống của tôi bây giờ. Bạn ơi, hãy đến với Chúa Giêsu. Ngài sống lại từ cõi chết. Và khi mà bạn mở miệng tuyên xưng Ngài là Chúa đời sống của bạn, bạn sẽ thấy Ngài. Bạn sẽ, Chúa sẽ bộc lộ cho bạn biết Ngài thực sự là ai. Kinh nghiệm sống của tôi 23 năm, tôi làm chứng cho bạn biết có Ngài. Bạn, những người ngồi tại đây này, có thể nhận biết được điều đó. Bài giảng ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh chị em chân lý cơ bản. Một, Chúa Giêsu đã sinh ra từ người nữ đồng trinh là người, để chuộc được mạng sống
của tôi và bạn là người. Bạn ơi, bạn thử đặt câu hỏi. Chỉ có duy nhất loài người phạm tội, còn không có một con vật nào phạm tội hết đấy. Bạn có nhìn thấy khỉ uống bia không? Bạn cứ đè cổ nó ra và cho vodka vào miệng nó chạy. Nó vái, nó chạy vì nó thà chết còn hơn phải uống rượu vodka. Bạn có bao giờ thấy trâu đánh bạc không? Bạn có bao giờ thấy heo hút thuốc lá không? Bạn có bao giờ thấy gà đồng tính luyến ái không? Không. Hết thảy những cái đó là tội. Và ma quỷ dùng cái đó để cám dỗ tạo vật tương lai. Và chỉ có duy nhất loài người là loài phạm tội thôi. Cho nên Chúa Giêsu, Ngài đã trở thành người để chết thay tội cho tôi và bạn là loài người. Và Ngài từ trời, cho nên Ngài không mắc nợ tội ở trong thế gian này. Bạn nói rằng, mục sư ơi, nhưng chẳng nhẽ đứa trẻ trong thai, trong bụng mẹ cũng là tội nhân sao? Trong nó có dòng huyết của cha nó. Mặc dù nó chưa phạm tội, nhưng nó là một tội nhân rồi. Giống như quả sung vậy. Mặc dù chưa chín, nhưng ở trong đó nó có trứng muỗi rồi. Không có thủng lỗ nào hết, không có muỗi nào chui ở bên trong. Nhưng khi ra hoa, ở trong đó nó có trứng muỗi rồi. Và khi quả sung càng ngày càng chín, muỗi càng mọc cánh. Và khi sung rơi từ trên cây rơi xuống vỡ, muỗi từ trong đó bay ra. Thì y chang chúng ta, ở trong máu của chúng ta đã có máu phạm tội rồi. Và tôi cách đây mấy tháng trước dọn nhà, hỏi anh ơi lại đây. Tôi nhìn thấy ở trên dưới đất, vợ tôi bày ra 4-5 cái bánh kẹp thịt bị mốc. Con trai tôi đã giấu bánh mì dưới gầm giường. Tôi nhìn đống bánh mì nó lắc đầu. Bố nó ngày xưa làm y chang như vậy, nó đâu có nhìn thấy đâu. Mà bây giờ nó làm giống hệt như vậy. Tôi mới hiểu ra rằng tất cả những gì tôi đã từng làm, nó đã được in trong máu của tôi rồi vậy. Và nó được nạp vào phần cứng của gen di truyền mà thằng con tôi nó làm theo sau đó. Tội được cài trong máu của cha rồi. Tội được cài trong gen của mẹ và cha rồi. Thành ra đứa trẻ chưa phạm tội, nhưng nó đã là một tội nhân rồi. Khi nó lớn lên không ai dạy nó nói dối, mà nó sẵn sàng đổ tội cho anh trai của nó. Tức là anh làm, không biết tại sao. Chỉ đơn giản, ở trong nó đã có cái tội mà loài người phạm từ thời Adam rồi. Và để chuộc, phải có một người xuống trần gian. Và người đó không mắc tội của thế gian, từ trời. Và Chúa Giêsu đã được bao phủ bởi Đức Thánh Linh trên lời phán. Và Ngài được mang thai ở lòng của bà Mary. Amen. Anh chị có mệt không? Hơi bị nóng chút. 5 phút nữa nha. Hay là 7 phút nữa thôi. Tôi sẽ kể một câu chuyện, sau đó chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Tôi thông cảm với anh chị em trong không khí nóng như thế này. Ở trong một thành phố nọ có vị quan án, ta xử mọi vụ rất là có tình và có lý. Có một ngày ông ta phải xử một tên giết người, lại là con trai ruột của ông ta bỏ đi 10 năm. Và cả thành phố đến rất là đông, kỷ lục, để xem ông ta xử như thế nào. Theo tình cha, ông ta sẽ thả con của mình, tìm cách để bao biện. Còn theo luật pháp thì ông ta cần phải giết chết con ông ta. Và trong khi bên tố cáo, bên cãi hộ, cãi nhau rồi biện tội, luận tội. Và hết ngày, ông đứng dậy ông nói rằng, chiều theo bộ luật hình sự thì tên tử tội này đáng bị tội tử hình. Công bố 8 giờ sáng hôm sau sẽ xử tử. Ông gõ lên bùm, coi như đinh đóng cột rồi. Và người ta giải cái tên tử tội đi vào bên trong. Nó vừa đi vừa căm thù nhìn cái lão già đó đã công bố tử hình. Và 1/3 hội trường đứng dậy phản đối, nói rằng, ê, tại sao nó là con của ông? Nếu ông làm như vậy thì chồng tôi, cha của tôi sẽ giết chết tôi à. Một số khác đứng dậy nói rằng, đúng rồi, luật pháp phải nghiêm minh, tôi ủng hộ quyết định của quan tòa. Một số khác ngồi im không biết nói gì, xem là gió chiều nào thì che chiều ấy. Bên nào mạnh thì ta sẽ ngả theo bên đó. Mọi người đang ở Mỹ cãi lộn nhau như vậy, ông đứng dậy. Ông nói rằng, thưa mọi người, hãy im lặng một chút, mọi người xem ông trả lời cái gì. Ông từ từ cởi cái hàng khuy của cái áo quan tòa màu đen đó. Ông tháo cái mũ của ông ấy đặt lên trên bàn, xếp lại chiếc áo quan tòa màu đen, để lên trên bàn. Ông nói, bây giờ tôi là tôi, vừa rồi tôi là quan tòa, còn bây giờ tôi là tôi, là cha của thằng con tôi. Gia đình tôi, mạng sẽ đổi mạng. Ngày mai tôi sẽ chết thay cho con của tôi. Ông cởi áo quan tòa, chứ không mặc áo đó để công bố. Ông cởi ra, xếp lên trên bàn,
cởi mũ xếp lại lên trên đó và nói rằng bây giờ tôi là tôi, là cha của thằng con tôi vừa rồi. Ngày mai tôi sẽ thay tội cho con của tôi. 8 giờ sáng, cậu tử tội, không thấy người ta mang bữa cơm cuối cùng, cả đêm cũng không ngủ, vừa tức bố lại vừa lo ngày mai chết kiểu gì. 8 rưỡi, người ta mang bữa cơm nó tới, leng keng ngoài cửa. Cậu nói, tại sao đến muộn như vậy? Và một người sĩ quan nói rằng, anh đã được tự do, mời anh ra khỏi tù. Bảo, ông còn đùa giỡn với tôi sao? Đến muộn mà lại còn đùa giỡn. Mà có người chết thay cho anh rồi, lại càng la nữa, các ngươi đùa cợt với sự chết sao? Và cậu nói rằng, đến bố của tôi còn giết tôi, huống chi là ai chết thay. Một người kia nói rằng, chính bố của anh đã chết thay cho anh đấy. Cậu này nói rằng, làm gì có chuyện cái lão già đó. Người kia đưa một lá thư cho cậu, nói rằng đây lá thư của bố anh gửi cho anh này. Cậu vừa cười mỉa và cậu dở cái lá thư ra, thấy chữ quen thuộc, có dòng chữ rằng, con yêu dấu của cha, khi con đọc dòng chữ này thì cha không còn nữa. Cậu mới hiểu ra một điều, sự thật, bố nó đã chết thay cho nó rồi. Nó la này, nó kéo áo của anh sĩ quan kia, tại sao các ông giết bố tôi, tại sao bố lại chết, tại sao không hỏi ý kiến của tôi. Cậu lao đầu vào tường, đập đầu của mình vào tường. Hai người kia lao tới giữ chặt tay nó lại và nói rằng, nếu muốn chết về nhà mà chết, đừng chết ở đây. Mày mà chết đây thì bọn tao chịu trách nhiệm, đừng nguy hiểm, về nhà mà chết. Nhưng tao khuyên mày hãy đọc hết lá thư, rồi sau đó tự quyền quyết định về nhà, đừng chết ở đây. Tôi khuyên anh đó, cái chết của anh đó không có tác dụng gì nữa, vô nghĩa. Trả xong rồi, món nợ trả xong rồi, chết thêm nữa vô ích. Luật pháp không đòi hỏi chết thêm, trả thêm một mạng nữa. Cậu đọc hết lá thư, vừa đọc vừa khóc. Và cậu đứng dậy đi ra khỏi nhà tù, lấy lại những quần áo, đồ của cậu ấy mang về. Hãy lắng nghe này, bắt đầu từ ngày hôm sau, hàng xóm láng giềng thấy thằng đó lại trở về, họ run rẩy và sợ hãi. Nhưng sống một thời gian, họ phát hiện ra bên ngoài là nó, nhưng bên trong là bố nó. Sự sống từ bên trong lại không phải của nó nữa, mà sự sống ở bên trong là bố nó sống qua nó. Bạn ơi, câu chuyện đó đưa chúng ta tới điều gì? Đưa chúng ta tới, chúng ta có một đấng 2000 năm trước chết thay tội cho tôi. Ngài không hỏi ý kiến tôi nữa cơ, vì lúc đó đã đẻ ra đâu mà hỏi. Mà hỏi chúng ta cũng không tin cơ. Làm gì mà ông tốt thế? Đâu phải dân tộc tôi, đâu phải màu da của tôi mà chết thay cho tôi. Có nhiều người cha mẹ quăng con của mình. Một người mẹ ở bên Trung Quốc đã giết chết con mình vì thi không đỗ đại học. Xấu hổ với làng xóm họ hàng. Nhá. Có người tại Berlin quẳng đứa con của mình ra khỏi cửa sổ. Có một cô sinh viên trường tài chính chủ hoang và đã vứt con của mình trong một cái thùng rác. Sau đó về quê nghỉ ốm. Hai bạn cùng đỡ đẻ đứa trẻ đó và quẳng xuống vào thùng rác. Từ trên lần nó còn sống cả, lúc rơi xuống nó còn sống. Nha, dã man như vậy nhỉ. Bạn ơi, bởi vậy cho nên cuộc sống này đã làm chúng ta bất tín. Nếu Chúa Giêsu có hiện ra và nói rằng, Đức ta sẽ chết thay cho con, đồng ý không? Tử tội Đức. Đức bảo, làm gì có chuyện. Có ai tốt đến mức độ như vậy. Thành ra tình cha, người đó vẫn sẵn sàng chết. Nó có tin hay không, đó là quyền của nó sau này. Nhưng cha vẫn chết cho con. Và Chúa đã làm được cho tôi và bạn. Và có hai điều mà tại sao chúng ta được thay đổi. Một, chúng ta tin vào Chúa đã chết thay tội cho mình, để không còn mặc cảm nữa. Món nợ đã được trả rồi. Điều thứ hai là tiếp nhận Ngài vào đời sống của mình, và bắt đầu từ ngày đó để cho Chúa sống qua chúng ta. Amen. Sau 3 tháng tin Chúa, thằng bạn của tôi trường mỏ nói rằng, ô Hùng, thế mày không chỉ bậy nói tục nữa à? Tôi không hề nghĩ rằng mình cần phải không nói tục chỉ bậy. Chỉ đơn giản 3 tháng tin Chúa, đọc lời của Ngài, và tự nhiên cái nói tục chỉ bậy của dân trường mỏ nó bay mất. Về phép Việt Nam sau nửa năm, bố tôi theo dõi xem lại trong vòng 2 tuần, và sau đó ông nói, Hùng, Giêsu của mày tao không biết là ai, nhưng ai mà thay đổi được mày thế này chỉ có ông trời thôi. Bạn ơi, đó là điều mà chúng ta đã làm và nhiều người sẽ làm ngày hôm nay. Một, tin Chúa Giêsu chết thay tội cho mình
Ngài sinh ra từ nữ đồng trinh Mary để có thân thể là người, để chuộc tội cho người phạm tội. Hai, Ngài sống lại từ cõi chết để chứng minh rằng Ngài là con trời. Ngài từ trời xuống, Ngài không hề mắc nợ tội trên đất này. Thế ra Ngài được quyền chuộc tội của tôi và bạn. Ngài là người và Ngài vô tội để chuộc tội cho tôi và bạn. Và khi bạn tiếp nhận Ngài thì bạn được tha hoàn toàn tội và tiếp nhận Ngài vào trong đời sống của mình, và Ngài sẽ sống qua bạn và qua tôi. Đó là chân lý của tin lành. Mời chúng ta cùng nhau đứng dậy nhé. Hãy vỗ tay cảm tạ đi Chúa Trời. Hallelujah. Nào chúng ta hãy cùng nhau đến với Chúa cầu nguyện. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì cuộc đời chúng con được thay đổi. Một chân lý thật giản đơn mà làm biết bao những điều lớn lao trong đời sống chúng con. Một việc làm thật đơn giản, Ngài đã xuống trần gian, mà hết thảy chúng con không thể hiểu được cái nỗi tình yêu lớn mà Ngài từ bỏ ngôi trời xuống chịu khổ ở dưới đất này vì chúng con. Ngài đã sống lại từ cõi chết để cho chúng con nhìn thấy Ngài không thuộc ở trên đất này, bởi vì hết thảy những người thuộc về đất đều phạm tội và cái chết sẽ niêm phong họ trong mồ mả. Nhưng vì Chúa, Ngài sống lại từ cõi chết để Ngài công bố rằng sự chết không kìm hãm được Ngài, bởi vì Ngài không phải là người tội nhân. Ngài từ trời để thỏa mãn điều kiện chuộc tội cho con người phạm tội. Để ngày hôm nay lương tâm của chúng con khi tiếp nhận Chúa Giêsu và tin vào điều Ngài làm, chúng con không mặc cả về tội của mình nữa, và chính Chúa Ngài bắt đầu sống qua chúng con. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Một con người mới. Và chỉ có khi tiếp nhận Ngài là cứu Chúa đời sống của mình, chúng con đã được sinh ra và gọi Đức Chúa Trời là Cha. Không còn than ôi dồi ôi nữa, mà ngày hôm nay chúng con là con của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.